Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình YouTube do Thế Sơn Toyota thực hiện. Và video ngày hôm nay thì Sơn xin đáp ứng yêu cầu của chị Phương Châu ở quận phường 7 quận Bình Thạnh, có yêu cầu làm chi phí lăn bánh của chiếc Toyota Altis 1.8G. Cũng như những video trước thì Sơn thực hiện với mục đích là phục vụ khách hàng. Khách hàng yêu cầu Sơn sẽ thực hiện. Và nếu như những khách hàng có những yêu cầu khác thì cứ mạnh dạn comment xuống bên dưới để Sơn thực hiện. Toyota Altis là tên gọi viết tắt của dòng xe Toyota Corolla Altis. Đây là một dòng xe có thế mạnh vượt trội cả về nội ngoại thất lẫn giá bán trên thị trường. Chính vì vậy mà từ khi ra đời cho đến nay, trải qua 11 thế hệ, Toyota Altis đã chứng minh được bản lĩnh của mình và thu hút một lượng lớn khách hàng ưa chuộng. Sự có mặt của dòng xe Toyota Altis mới đã mang trên mình tất cả những điểm mới ưu việt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Trải qua một chặng đường dài lắng nghe ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía người sử dụng, thế hệ Altis mới ra đời để đáp ứng tất cả các mong muốn đó. Không những vậy, Toyota Altis mới còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong cùng phân khúc, nên nó cần phải có sự đột phá mạnh mẽ, táo bạo mới có thể cạnh tranh. Để lăn bánh được chiếc xe Toyota Altis 1.8G tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng xin gửi tới quý khách hàng bản tạm tính các chi phí và các khoản thuế để quý khách hàng có thể chuẩn bị cho kế hoạch tài chính trước khi mua xe. Chi phí giá xe 753 triệu đồng. Chi phí thuế trước bạ 10% 75 triệu 300 nghìn đồng. Lệ phí đăng ký biển số 11 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 triệu đồng ở các tỉnh khác. Chi phí đăng kiểm 340 nghìn đồng. Lệ phí sửa chữa cầu đường là 1 triệu 560 nghìn đồng và cho doanh nghiệp là 2 triệu 160 nghìn đồng. Lệ phí bảo hiểm nhân sự 530 nghìn đồng. Như vậy, tổng chi phí tạm tính lăn bánh chiếc xe là 841 triệu 730 nghìn đồng. Đây là chi phí tạm tính. Giá xe còn có thể giảm xuống nhiều khi được trừ những khuyến mãi. Ví dụ, khuyến mãi giảm tiền mặt 35 triệu đồng, vậy giá xe chỉ còn lại 806 triệu 730 nghìn đồng. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ quản lý bán hàng Thế Sơn để được báo giá giảm khuyến mãi. Quý khách hàng còn có thể thanh toán trả thẳng hoặc ngân hàng hỗ trợ. Toyota Tân Cảng hỗ trợ lãi suất cực ưu đãi, giá trị vay lên tới 90%, thủ tục vô cùng đơn giản, cam kết 100% quý khách hàng được vay kể cả khi không chứng minh được thu nhập. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt nhất thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt nhất thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi, chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không, hãy đến với chúng tôi,
công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.